quay vợ chủ tàu nè, đeo vàng quá trời luôn. Đeo vàng đi xe eo lắc nè. Thấy chưa? Vợ của mấy anh đi biển chị nào cũng xinh gái hết. Đó, ở biển là đàn ông là chăm sóc vợ kỹ lắm. Xin chào anh em, quay anh em xem cảnh lưới rút ngày chở lưới đi biển ha. Bữa nay trời rất là êm và rất là đẹp, nên là mấy anh em lưới rút ngày của Phú Yên nè chở lưới. Phía bên trên cảng là có một xe đang chở cái dàn lưới của lưới rút ngày nè anh em. Trên dàn lưới là nó có sẵn theo dây và khoen luôn ha. Này sợi dây rút ảnh xài sợi dây vít ha. Sợi dây rút mới vô mới tinh nè. Đấy. Bây giờ anh em chở lưới nó cũng rất là khỏe. Dàn lưới bỏ trên xe. Rồi mấy anh em nhấc cái máy ben lưới ở dưới á, nó mình quay ngược lại á. Nhấp cái số dê của cái máy ben cho nó ben ngược lại là mấy anh thâu lưới vào. Đó. Thì bữa nay mình quay cho anh em cái clip này là anh em sẽ hiểu thêm về cái ngờ lưới ngày một xíu nữa, là lưới dư phen là nó có lúc nào nó cũng đi dọc theo nguyên combo của cái dàn lưới luôn. Nó không có rời chi tiết ra giống như lưới quay đêm. Thì chúng ta đánh lưới rồi chúng ta đánh dây và phen theo. Còn lưới rút ngày là nó nguyên cầm bộ luôn. Cứ đánh lưới là kẻ dây với phen là nó chạy solo một lần. Đó. Cho nên là cái đặc thù của cái lưới rút ngày, anh em thấy là họ khi họ đánh lưới là họ đánh kẻ bên đốc lẫn bên lái, có nghĩa là họ đánh muốn đánh về hướng thuận bên trái cũng được mà hướng thuận bên phải cũng được ha. Rất là tiện khi mà anh thấy cá nằm ở cái khu vực phía bên nào. Đây, dàn lưới rút ngày này cũng khá là lớn đó anh em. Đó. Quay chi tiết cho anh em xem. Này là lưới ngày nhưng mà lưới đi lồng nha anh em. Mình nói lớn nhưng mà anh em mất công anh em hiểu là lưới đi khơi ha. Này mà anh đi lồng nó lớn ở cái tầm lồng thôi, chứ không phải lớn như là lưới ngày đi khơi cá cây. Ghe thì tầm 15 mét thôi nha anh em. Rộng tầm 4,5 m, 4,6 m. Đây, quay số ghe luôn cho anh em xem. 95560 Phú Yên. Ghe cũng khá là mới, lắc tít lón o. Quay một góc cảng biển luôn cho anh em xem. Ghe lưới chuồng ở phía bên ngoài khá là nhiều nè. Ngày bây giờ máy ảnh cũng xài cái dàn đổ bên lưới ha, rất là tiện. Trước kia thì mấy anh em đa phần là nhổ tay vào thời gian máy ảnh lên bắt máy ben ở bên phía bên hông của ghe. Nhưng mà sau thời gian thì anh em nào cũng lên cái dàn đổ hết. Thì mình thấy cái lưới rút ngày thì xài dàn đổ nó khá là hợp lý, bởi vì những cái con cá gọi là cá ngừ, cá ồ rồi xài
nó khá là đóng lưới, nó khá là đóng lưới, cho nên là khi mà có cái dàn đổ, khi chúng ta ban lưới lên, ví dụ những cái ồ đồ á, thì nó rớt xuống lưới lại ha, nó không có bị đóng xuyên lưới, nó xấu con cá ha. Ủa hồi bữa còn gặp hả? Hồi bữa nó báo lên bé mấy tạ cái bò vậy, cái hốt liền quay lên. Hồi à, tối giờ gặp trên clip liền hả? Cá duyên vậy ta. Quay luôn chị chủ tàu à. Chị chủ tàu hôm trước mình có quay clip ghe của chị vô trúng cá bò. À, bữa nay tình... đúng rồi, bữa em quay á. Đâu canh gì đâu, vô tình á, vô tình luôn á. Bữa nay mỗi mình định đi quay mũi điện, nhưng mà nó mỗi mình quá quay không nổi, đi dọc xuống cảng chơi. Quay vợ chủ tàu nè, đeo vàng quá trời luôn. Đeo vàng đi xe eo lắc nè. Để giờ vợ của mấy anh đi biển, chị nào cũng xinh gái hết. Đó, ở biển là đàn ông là chăm sóc vợ kỹ lắm. Nên là mấy anh em nào mà có xem được clip là bây giờ còn đỡ rồi, chứ ngày xưa là quan niệm cưới chồng biển là nó mạnh lắm. Bây giờ là đi làm lung tung mà ai gặp miền Tây, gặp ngoài Bắc hay gặp ở đâu là cưới nấy chứ. Ngày xưa mà quan niệm là con gái mà ở gọi là làm nông mà mình gọi là ở quê á, mà cưới về biển là giống như là một sự may mắn nha anh em. Đó. Nên nói chung là làm nông là mình cứ gọi là ở quê, chứ không phải là chơi anh em hay là chị em gì ở quê rồi ha. Đó. Nên là mình cũng không phải ở thành phố mà cứ kêu người ta ở quê, mất công là anh em xem clip rồi kịch ngược lại mình nữa. Đó. Nói chung là cái clip này nó cũng đơn giản và bình thường thôi anh em, nhưng mà mình quay ở nhiều cái góc độ cho anh em biết là cái đặc thù của nhiều cái ngành nghề và mỗi cái chuyên môn nó khác nhau. Đó. Rồi cái hình thức mà đánh lưới, cái hình thức mà đem lưới về tu bổ sau một cái thời gian mà anh em làm việc, bây giờ anh em mang lưới xuống lại để đi biển, chứ không phải lúc nào mình cũng ghi hình những cái thước phim đánh bắt hay những thước phim mà trên biển cả ha. Để anh em hiểu gì hết cái đặc thù của tất cả các cái ngành nghề, tất cả các cái chuyên môn. Thì anh em thấy là cái dàn lưới rút ngày á, là anh em quan sát ở trên camera, anh em thấy là cái lường lưới, có nghĩa là cái chiều sâu của cái lưới á, nó rất là ít. Bởi vì cái dàn lưới rút ngày là họ thiên về đánh cái con cá nổi hầu như là 100% luôn, chứ không phải là thiên. Cho nên là cái lường lưới nó không có thiên về cái chiều sâu, mà nó cái dàn lưới nó được trang bị về cái chiều dài. Cho nên là anh em thấy một chiếc xe mà cỡ tầm này là không phải là một chiếc xe nhỏ, nhưng mà chở nguyên một cái dàn lưới mà chủ yếu là thiên về cái chiều dài, có nghĩa là cái dàn lưới nó rất là dài để họ đánh, họ chặn đầu cái con cá nổi, họ bao trùm con cá nổi. Đặc thù cái ngờ lưới rút ngày là họ đánh chuyên về con cá nổi. Đó. Cho nên là những anh em đi làm cái ngờ lưới rút ngày là anh em quan sát con cá nổi rất là tốt, và họ có những cái chuyên môn về lặn để quan sát và tìm hiểu cá ha. Thì cái ngờ lưới rút ngày á, họ không có những cái trang thiết bị mà để dò cá, bởi vì họ không cần phải sử dụng những cái đó nha anh em. Đặc thù nó là vậy. Đấy. Anh em thấy cái lường lưới nó có một ôm mà. Nếu mà khi mà lúc nhổ lưới là một anh ôm hết nghiêng cái chậm dàn lưới nhổ luôn, bắt quản nhổ vẫn được. Ngày xưa lúc chưa có mấy ben lưới, chưa có dàn đổ thì mấy ảnh cũng hay nhổ dưới cái hình thức đó ha. Cảnh anh em chở lưới rất là đẹp,
một góc của cuộc sống người dân đi biển. Ghe mới tinh lén o rất là đẹp. Chúc cho ảnh là chở lưới làm ăn thắng lợi nha anh em. Nói chung là mình quay video thì cũng rất là nhiều anh em cũng ái ngại, nhưng mà mình cũng rất là mong là mọi anh em đều làm ăn tốt, may mắn gặp nhiều thuận lợi trong mỗi chuyến biển. Đây anh em, đây một ghe rút ngày vừa mới cập cảng lấy một ít đá để đi biển nè, giờ má anh xuất bến nè. Đa phần lưới rút ngày là má anh đi ra vô trong ngày, và cho nên là má anh đi mấy anh mang theo tổn chi phí đủ sử dụng cho một ngày thôi ha. Mấy ghe lưới ngày trong lòng cho nên là ghe nhỏ nhỏ không nha anh em. Phía bên kia có ghe lưới mành tôm, gọi là mấy cái ghe mà nhỏ nhỏ đóng đánh dọc gành mà đỡ bắt tôm hùm con á anh em. Đó, ơi ghe nhỏ nhỏ mà chạy còn hấp dẫn đó nha. Ấy quay trở lại, mình quay cho anh em xem có một ghe đang chở lưới để đi cái ngờ mành tôm nè, cái ngờ mà đánh cái con cá, con tôm hùm giống á anh em. Anh em biết là hiện tại là cái con tôm hùm giống là nó ương tự ương nhân tạo là nó cũng gọi là không có hiệu quả á. Cho nên là cái ngờ mành tôm mà bắt cái con tôm hùm giống tự nhiên nó còn rất là thịnh hành. Đó. Bữa nay là rất là nhiều bà con đánh tôm hùm rất là hiệu quả. Ở biển gọi là cái ngờ mành tôm. Cho nên là rất là nhiều anh em làm ngờ mành tôm bữa nay xuống lưới để đi biển.